À, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 15. Nhận định thị trường và các cổ phiếu từ 18 cho đến 22 tháng 10 năm 2021. À, trước khi mình đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì thứ nhất là đi vào cái phần về thị trường chung. Anh chị có thể đối với thị trường chung phiên giao dịch ngày 15 tháng 10 hôm nay là một phiên mà uh, mua vào sau đó bán ra đúng không các anh chị thấy nó là một cái thanh ba màu xanh tăng không một khối lượng lớn thì ở đây thì anh chị có thể thấy nhé cái giá đóng cửa của nó, nó đang nằm ở phía phía giữa và phía dưới của cái thanh ba này, này như vậy là nó đang là bán ra nhé nó bán ra nó kéo lên rồi bán ra phiên này nó có thể hiểu là một cái phiên bán ra này phiên ngày 14 này kể cả trước đó là những cái phiên bán ra nhé cả ba phiên này bốn phiên này đều là những cái phiên bán ra nhưng mà ở khối lượng phiên hai thì thấp hơn hai phiên này khối lượng có sự tăng thì theo như O'Neil thì đây cũng có thể coi là những cái phiên phân phối tất nhiên phân phối ở đây nó sẽ có hai loại phân phối thứ nhất là phân phối ở phía đỉnh này và thứ hai là phân phối ở phía phía dưới thì phân phối ở phía dưới thì nó sẽ mang hàm nghĩa của cái việc rũ bỏ bớt những cái nhà đầu tư nhỏ này đúng không rất nhiều nhà đầu tư nhỏ này người ta mua đây người ta chốt lời đây thì nó sẽ có hàm nghĩa về cái việc đó nhiều hơn là cái việc mà chốt lời của nhà đầu tư lớn cái việc chốt lời của nhà đầu tư lớn sẽ gây nên cái sự nguy hiểm cho thị trường như cái việc chốt là chốt lời của nhà đầu tư nhỏ nó sẽ tạo ra cơ hội cho thị trường thì đó là cái những cái sự khác biệt mà khi mà chúng ta phân tích chúng ta bắt buộc phải phải nhận định phải nhìn nhận được cái điều đó và có những cái tư duy về việc đặt cược tiếp tục nắm giữ cổ phiếu hay là chúng ta sẽ phải giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu đi thì đó là một cái tư duy cái cách tiếp cận rất là quan trọng anh chị nhé đối với vn30 vn30 thì tương tự cũng vậy tăng khoảng một phần trăm ở đóng phía dưới thì mấy phiên này cũng cơ bản là mấy phiên bán ra thôi thì sau khi mấy phiên bán ra này thì có thể nó sẽ tiếp tục có những cái sự rung lắc thậm chí là sẽ có thể những cái phiên phiên rũ bỏ nhưng mà điều đó là chúng ta có thể chấp nhận được anh chị nhé điều đó chúng ta có thể chấp nhận được các chỉ số index này thì đều đều đang xuống lên cái ngày đáy gần nhất là ngày 29 tháng 7 này sau đó cái ngày vượt mà 20 gần nhất là ngày 15 tháng 10 đúng không ạ đấy thì cơ bản thì anh chị thấy là nó vẫn là một xu thế vẫn xu thế lên nhé vẫn trên mà 20 nhé tất cả đều như vậy vì cái kịch bản ở đây chúng ta nhận định là thị trường vẫn trong một xu hướng lên có cái sự dũng bỏ rung lắc nhưng đó là điều bình thường nhé anh chị có thể tham khảo thêm với chỉ số này trước khi đi chúng ta đưa vào đưa ra cái chiến lược cho cái giai đoạn hiện nay đây là số lượng cổ phiếu tốt này nó tiếp tục nó nở ra chị. Nó, nó, nó nó đi ngang nó phía trên này, này cao hơn đưa trung bình và phía trên này điểm trung bình của các chỉ số thị trường các cái cổ phiếu mà có cái có cái thanh khoản tốt thì giảm không một phần trăm như thế này là vẫn khá là tích cực nhé. Đây là các ngành nghề này, các ngành nghề này. Đây là điểm số bình quân của thị trường này. Đây không phải là vn index nhé, đây là bình quân của các cổ phiếu rồi, không tính trọng số. Thì anh chị thấy đây là các nhóm ngành mạnh hơn thị trường thì có thể thấy là những cái nhóm ngành hiện nay như hóa chất chuyên dụng này, dịch vụ vận tải thép này, ngân hàng này, chứng khoán này, đấy khá nhiều các cái dòng là mạnh hơn nhé. Đây là một số dòng vẫn có sự yếu hơn như này thì xóa đi này đấy thì anh chị nhìn đây thì anh chị thấy rằng thứ nhất là những cái nhóm ngành chính ấy. những cái nhóm ngành chính này, này thì nó đều mạnh hơn thị trường nhé một số nhóm ngành yếu hơn thị trường đây này nhưng mà cấu trúc chắc cũng khá là chặt chẽ lát chúng ta sẽ đi phân tích kể cả ví dụ khí đốt này là nó có thể yếu hơn này hoặc khai thác than là yếu hơn này nhưng nó đang tích lũy thôi nhưng nó tích lũy và và khá là chặt chẽ đó thì hiện nay có thể thấy được cái chiến cái nhận định của chúng ta về thị trường là xu hướng lên có cái sự rũ bỏ chốt lời của những nhà đầu tư tuy nhiên là ở đây thì cái xu hướng chính thì vẫn là cái xu hướng lên chưa có dấu hiệu rủi ro phá vỡ kênh lên chúng ta vẫn có thể tiếp tục đặt cược và nắm giữ cổ phiếu anh chị nhé gặp những cổ phiếu kiệt vốn tích lũy chúng ta hoàn toàn vẫn có thể mua thêm nhé hoàn toàn có thể mua thêm cổ phiếu bùng nổ theo bùng nổ oh, vượt nền á, để bùng nổ nếu mà bùng nổ theo ngành theo dòng chúng ta cũng vẫn có thể mua được Nhưng Như vậy lưu ý là mỗi một cổ phiếu chúng ta phải mua khoảng 3 đến 4 lần để làm sao nó đảm bảo an toàn đúng không ạ? Chúng ta phải có những cái vị thế tốt xong tăng dần lên. Còn đương nhiên là chúng ta phải quản lý quản trị danh mục rồi, nếu bị rũ bỏ thì vẫn phải để rũ bỏ thôi. Nhá thì đó là cái chiến lược của ngày hôm nay. Thì các cái cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ ngày hôm nay như thế nào thì anh chị ơi thấy đây là cái bảng Excel thì mình cũng sẽ gửi tặng cho các anh chị ở trong nhóm VIP thì các anh chị phân tích ngoài việc đánh giá các cổ phiếu mua bán trong ngày thì còn còn các anh chị có thể hiểu được về đánh giá để các cái nhóm ngành mạnh nhóm ngành yếu đúng không các cái cổ phiếu mạnh nhất này các cổ phiếu tốt này đúng không? các cổ phiếu kiệt vốn này đúng không đấy thì mình sẽ gửi cho cái vào trong cái nhóm vip hàng ngày còn anh chị nào mà muốn không thuộc nhóm vip mà muốn nhận cái file Excel này thì vui lòng là like và comment trên video youtube sau đó inbox cho mình thì mình cũng sẽ tặng cho anh chị đối với cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ anh chị có thấy đây nhá đây là nhóm bùng nổ nền này, này. Đấy. Là có VDS, OCB này, chứng khoán ngân hàng, ngân hàng này đúng không? Hai cổ phiếu ngân hàng này, OCB, Tiên Phong Banh và SPA. điện điện nhé, cung cấp điện nhé, mình sẽ VDS này. VDS. này, Đấy, cái chị thấy không? VDS này. Đây là một cái trên trước này, đây là một cái vùng sideways này. Đây là cái đáy của cái vùng sideways này đúng không? Thì khối khối lượng nó khi nó chặt lại như thế này thì nó bùng nổ thì nó sẽ là điểm mua thôi, đúng không ạ? Vượt nền, vượt kháng cự cũ. OCB đây là một cái trên trước nhé đây là một cái vùng sẽ nhá, nhé đây là những cái điểm test đúng không ạ đây là cái điểm test này đấy thì gần nhất ở đây này thì chị tại đây đây nó sẽ là cái điểm trong cái phần này đây sẽ là một cái đánh ngắn hạn đây sẽ là một cái đánh ngắn hạn này từ đó thì anh chị thấy là những cái phiên tăng điểm nó đều có khối lượng tốt phiên bán ra thì khối lượng thấp hơn đúng không ạ phiên này là một phiên rút chân lên đúng không khối lượng thấp như này thì nó mua vào thì đây là điểm mua nhé tiên phong banh ZPB này đấy các chị thấy đây một tre này đây là có một cái nền này đúng không? đây tiếp tục một cái nền này đây khối lượng kiệt như này này rất là kiệt đúng không ạ thì nó mua vào nó sẽ đi lên thôi ok đây là một điểm mua nhé anh chị nhé SBA SBA này SBA thì đây anh chị thấy đúng không đây là một cái nhịp chạy này đây là một cái nhịp mà nó sideways này đúng không ạ khối lượng kiệt này thì đây là một điểm mua tuy nhiên khối lượng này cổ phiếu này thì thanh khoản nó hơi ít thanh khoản nó hơi ít nó chỉ có mấy chục nghìn cổ phiếu thôi thì các anh chị cũng thận trọng nhé rất thấp khối lượng hơi thấp đấy khối lượng hơi thấp các anh chị thận trọng đó là một số cổ phiếu mà anh chị có thể tham khảo về điểm mua bùng nổ thế còn điểm mua kiệt vôn thì sao điểm mua kiệt vôn nhé anh chị có thể xem đây Đấy, thế giới di động này, TVD và GSP này, một là bán này tổng hợp là một là khai thác than và một là vận tải biển. thế di động nhé đây thế di động đây cổ phiếu thế giới di động là cổ phiếu mà có đây là một nền này đây là một nền này đúng không ạ à, đây là một cái vùng sideways này đúng không ạ đây là điểm mua vùng nổ vần nền này sau khi mua bùng nổ vần nền thì những cái phiên điều chỉnh như này khối lượng thấp như này là những cái phiên mà chúng ta có thể quan sát được thứ nhất là nó khối lượng thấp và thứ hai là nó vẫn trên nền anh chị nhé đó là tích cực GSP đúng không ạ GSP nhé thì đây là một cái vùng sideways nhé đúng không ạ đây là một cái chen nhé thì anh chị thấy là nó đây là những cái phiên này là những cái phiên rũ bỏ sau khi rũ bỏ đây là một test công ba nhé đúng không ạ rũ tiếp không được nó kéo lên đấy thì nó là cái dấu hiệu tích cực tvd nhé tvd này tvd này đúng không ạ đây là cái vùng xe quay này rũ bỏ rút chân lên này rũ bỏ tiếp này rút chân lên này phiên này rút chân lên này đúng không ạ phiên này phiên này là test lại phiên này Đúng không? rất là tích cực đấy nhé. Thứ nhất là test lại phiên này mà khối lượng không gia tăng. Thứ hai lại ở phía trên cao chúng ta rất là tốt, đặc biệt là phiên này này. Đấy. Thì TVD này mình nghĩ là khả năng sẽ tăng giá rất là tốt. À, thì đó là một số cổ phiếu khuyến nghị và giới thiệu với các anh chị trong cái phiên giao dịch à, 15 tháng 10 và mình cũng đã nhắn tin vào group cho các anh chị rồi đúng không ạ? Thì à, tiếp theo là đi à, Review các cái danh mục cổ phiếu theo yêu cầu các anh chị Thì ở đây mình sẽ review các cái nhóm ngành chính anh chị nhé Các cái nhóm ngành chính <laughs> Các anh chị nếu dùng phái Excel, anh chị có thể nhìn ở đây này, thứ nhất là tìm nhóm ngành mạnh này Đúng không Đấy những cổ phiếu mạnh nhất này Nó nằm ở đây Đúng không ạ Các cổ phiếu tốt thì thông thường nó sẽ trên MA10 Đấy Còn các anh chị muốn tìm các cổ phiếu xuống lên kênh trên thì có thể bấm vào đây anh chị nhé Xuống lên kênh trên mà trên MA10 thì thông thường là những cổ phiếu tốt Đấy, chỉ cần cái này này và cái này này. Đấy, thì đây là những cổ phiếu rất là ổn nha anh chị nhé, rất là ổn. Nhiều người cứ muốn rằng mua những cổ phiếu giá giảm, đúng không ạ? Rồi chờ nó lên. Như thế là một cái cách tiếp cận không rất là nhiều rủi ro. Rất là nhiều rủi ro và không tối ưu. Các anh chị có thể thấy nhé. Có rất nhiều, nếu các anh chị xem cái bản tin của Thóc Trường Khói hàng ngày, các anh chị thấy có rất nhiều cổ phiếu mà nó lộ diện từ rất lâu rồi. Hai ba tuần, cả tháng, hai tháng, đúng không ạ? đó là những viên kim cương mà nó lộ thiên rồi đúng không tại sao mà các anh chị cứ phải đi tìm những cổ phiếu nó giảm giá nó cắm đầu cúi xuống đúng không kiểu như thế này mình đang ví dụ trước đây nhé rất nhiều anh chị rất hay hỏi những cái cổ phiếu như thế này vinamilk đúng không vinamilk tại sao anh chị cứ đi hỏi những cái cổ phiếu như thế này nó cứ suốt ngày nó cắm đầu xuống đúng không ạ nếu anh chị mua những cổ phiếu này từ lâu rồi thì các anh chị làm gì có lợi nhuận đúng không ạ tất nhiên lỗ thì không phải là nhiều nhưng làm gì có lợi nhuận đúng không? Thì mình muốn nói là chúng ta đừng đừng kỳ vọng tìm kiếm những cái gì đấy mà nó đừng kìm nó 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 chưa xuất hiện đúng không? Đừng đừng kỳ vọng tìm kiếm những cái gì đó mà nó xuất thần hoặc tìm kiếm một cái gì đấy mà có một cái tin tức đúng không? Hoặc là nội gián. Những cái gì mà tin tức nội gián đến với anh chị thì nó đã đến với rất nhiều người rồi và nó đã qua một cái tầng lớp mà người ta uh, xào nấu đúng không ạ? Người ta đã một giao dịch trước đó rồi, đúng không ạ? thậm chí là chúng ta không cẩn thận lại trở thành công cụ của những người đó cho vậy cái việc giao dịch bằng tin tức nội gián đó, là cái việc rất là nguy hiểm nhé các anh chị có thể trải nghiệm cái này thì chúng ta trải nghiệm thôi thực ra là phân tích nó là một chuyện như cái mà chúng ta tin ấy, nhiều khi nó là kết quả giao dịch đúng không thì các anh chị cứ xem những cái mát cổ phiếu mà mình chia sẻ ở những cái thời điểm trước đó thì các anh chị sẽ thấy rằng là những cái viên kim cương mà nó đã lộ thiên thì không phải hôm nay nó mới lộ thiên mà nó lộ thiên từ rất lâu rồi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là cái cách phân tích của chúng ta nó thực sự nó là logic mạch lạc và dễ hiểu và nó có tính ổn định và đo lường đúng không ạ chúng ta không xuất thần nói rằng là một cái mã abc nào đấy mà nó sẽ tăng giá bởi vì một cái lý do gì đấy đúng không ạ thì như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm chứng được mà làm sao chúng ta có thể đầu tư lớn được đúng không ạ nếu không có một cái cách tiếp cận vấn đề rõ ràng đúng không ạ một cái một cái quy tắc giao dịch một cái công thức giao dịch một cái cách thức kiểm kiểm chứng và đo lường thì do vậy chúng ta rất là khó đấy thì mình cũng chia sẻ như vậy thì anh chị hoàn toàn sử dụng cái file này nhé yeah. ở đây thì những cổ phiếu nào mà các anh chị cứ thấy trên ma 10 mà cổ phiếu lên cái trên thì cơ bản là vẫn ổn oh. còn ngoài ra thì chúng ta sẽ xem xét tiếp thì đó là cái cách mà giá soát danh mục đây đúng cổ phiếu lên cái trên này cổ trên ma 10 này đấy thì nếu mà các anh chị nằm trong cái nhóm này, này thì mình tin rằng là, là 95% các cổ phiếu của anh chị sẽ ổn định ổn ổn nhé, sẽ ổn chỉ có 5% là chúng ta cần phải xét thêm thôi thực ra là tại sao mình nói thế đây là một cái cách lọc rất là công nghiệp công nghiệp ở đây là gì tức là nó rất là nhanh và nó cho mọi người nhưng mà độ chính xác tuyệt đối hay không thì chúng ta vẫn phải dùng chạc để chúng ta xem nhé độ chính xác tuyệt đối thì chúng ta vẫn phải dùng chạc bởi vì nó sẽ có những cổ phiếu mà đang chạy nước rút này hoặc có những cổ phiếu mà đang up này chúng ta sẽ không nhìn thấy nhưng mà nếu mà nhìn qua ở đây 95% nó sẽ đúng nhá. Anh chị nhìn đây khẳng định 95% những cổ phiếu này trong cái nhóm cổ phiếu lên trên trên ba mươi này 95% nó sẽ an toàn cho các anh chị trong vòng một vài phiên sắp tới nhé thì đó là cái cách tiếp cận đơn giản và công nghiệp tất nhiên còn nếu cách tiếp cận chi tiết thì chúng ta sẽ phải đi vào chúng ta nhìn chạc đấy nhìn chạc ở đây thì sẽ giúp chúng ta thấy lên điều gì chúng ta sẽ nhìn thấy những cổ phiếu mạnh các cổ phiếu yếu nhìn thấy các cổ phiếu nào mà dòng tiền thông minh mà nó vẫn đang ở đó, cổ phiếu nào mà dòng tiền thông minh mà nó đã đi ra, đúng không ạ? Và nhìn vào đây chúng ta thấy đâu là hành vi của nhà đầu tư lớn, đâu là tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì đó là cái rất là quan trọng các anh chị nhé. Thì mình sẽ phân tích một số cái nhóm mà hôm trước mình chưa phân tích, một số cái nhóm quan trọng. Thì ở đây có một số anh chị có hỏi một số cổ phiếu, một số cái nhóm, đúng không ạ? Về tin học này, phần về cái nhóm bất động sản này hôm trước là mình đã mình đã nhận định rồi nhưng hôm nay mình sẽ không nhận định nữa tin học này đúng không công nghệ Đấy, công nghệ thông tin là ITD thì ok đúng không anh chị thấy ok này đây là một nền này đây là một nền này như này, này, này đây là các cái điểm mua vấn nền này đúng không các anh chị thấy nó chạy rất là ổn đúng không? không có vấn đề gì đâu đúng không? hôm trước có một bạn nhắn tin hỏi cái mã này từ cái điểm mà nó kiệt vô này này ok đúng không ạ đây các bạn nhớ là cái hôm mùng đúng 5 tháng 10 này xong mua chúng ta có vấn đề gì đâu chả có vấn đề gì đúng không rất là đẹp mua vào vào đấy nhưng mà mình hiện nay thì không phải điểm mua nữa nhé chúng ta cứ nắm giữ thôi cứ nắm giữ còn cách bán ở trên này các bạn sẽ, anh chị có thể dùng ma 10 để bán hoặc là khi nó chạy nước rút hoặc có áp rớt thì chúng ta sẽ cân đối nhưng mà như thế này thì cứ nắm giữ đấy cmg nhé cmg rất là ổn nhé khối lượng rất là kiệt cmg anh chị xem trong kênh thóc chứng khoán thì cũng thấy mình nói rất là nhiều rồi đúng không ạ cmg rất là đẹp nhé đấy. khối lượng rất là kiệt như này nó chỉ cần dòng tiền vào khối lượng vào là nó chạy ngay dòng tiền ở đây được hiểu là như thế này này nó không phải là dòng tiền mới nhé chị nhé khi mà các anh chị thấy nó khi nó chạy lên như thế này một nhịp đẹp như thế này này thì là dòng tiền của nhà đầu tư lớn nó vẫn ở trong này nhé nó chưa ra không không phải là các anh chị bảo em chưa nhìn thấy uh, khối lượng lớn em chưa nhìn thấy dòng tiền vào điều đó chỉ đúng một nửa thôi điều đó đúng đúng không nhưng chỉ đúng một nửa khi mà nhà đầu tư lớn chưa ra thì đó cũng là dòng tiền nhà đầu tư lớn vẫn trong đó nhé nên chị thấy khối lượng kiệt như thế này rất là ok nhé cân bằng tốt cmg này cũng có thể mua được nhé trong này không có thôi nhưng mà cvg có thể mua được đấy công ty gì đây one này cổ phiếu này là nó là cổ phiếu mới đầu cơ cho nên là mình cũng chỉ quan sát thôi nhưng mà anh chị thấy là đây là một cái nhịp mà nó tăng này xong khối lượng nó kiệt này thì có thể quan sát được nhé à, fpt fpt thì đây là điểm mua bùng nổ này sau khi điểm mua bùng nổ thì nó tiếp tục nó lại kiệt vô này do vậy thì có thể thấy là nó sẽ tích lũy ở đây nó sẽ tiếp thêm đây đấy thì chúng ta quan sát cổ phiếu Sara này là. nó cũng rất là khối lượng rất là chặt chẽ đấy nhé cũng là kiệt nhé đây là một nhịp chạy lên này tăng 41 phần trăm này rũ bỏ này đúng không kéo lên rũ bỏ này thì hiện nay thì đồng tiền lớn nó chưa vào nhưng mà một phần những cái nhà đầu tư ở đây là người ta cũng chưa ra hết đâu nó đang chặt chẽ hơn thì có thể quan sát SGT SgT thì khối lượng nhá anh chị nhá. Riêng cái cổ phiếu SgT này nhá, trong group đã chia sẻ với các anh từ cái thời điểm mà nó kết vôn ở dưới này rồi. Chắc chắn nếu anh chị nào mà mua từ thời điểm đấy nhá, đã có lợi nhuận từ trước đây. Anh chị nhá. Thì hiện nay đang kết vôn nhá, nó đang tích lũy ở cái vùng kháng cự nhá. Thì dòng uh, công nghệ ưu tiên này cũng khá là khá là đẹp, khá là đẹp vậy nhá. Đấy. Một số dòng khác có thể xem như bảo hiểm, bảo hiểm thì ok thôi, vẫn ok nhá. Đây là điểm các cái điểm vượt nền này. Thế này rồi ok, anh chị nắm giữ được, không đề gì. Đấy, khối lượng kiệt này các cái phiên này này, như thế này thì API ABI này thì không đẹp lắm bởi vì nó có những cái các cái thanh ba nó đều không rõ nét cho lắm, đúng không? Kể cả mua vào nhưng không đóng ở trên được. Đúng không ạ? Cái này thế này. Mua vào nhưng mà lại đóng ở giữa này thì cổ phiếu này thì không ưu tiên nhé. Bởi vì đâu đó cái nhà đầu tư nó vẫn rất là dao động, người ta vẫn rất là dao động. Đấy, bích này bích này cũng thế này cũng dao động này khối lượng cũng kiệt dần rồi thì các anh chị có thể quan sát vì nó đang kiệt dần ở cái vùng kháng cự trước BVH BVH thì nó đang ở kháng cự vùng trên nhé đúng không các anh chị thấy đúng không Để. thậm chí nó còn có kháng cự nữa ở vùng 70 này thì cổ phiếu này chúng ta cũng không ưu tiên nhé trong khi đó khối lượng nó đang có sự gia tăng này khối lượng đang có sự gia tăng khi khối lượng không có sự gia tăng như thế này, này thì chứng tỏ là nhà những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta đang chốt lời nhé hoặc thậm chí là kể cả nhà đầu tư này, người ta cũng đang chốt lời lờ, chúng ta không thể biết được cho đến khi nó chắt lại đúng không ạ khi mà nó khối lượng gia tăng như thế này mà cổ phiếu không chết không chết nhé. không chết tức là nó vẫn đi ngang và tích lũy và đi lên được thì đó có thể là những cái dòng tiền cái các cái lượng bán ra của nhà đầu tư nhỏ còn nếu mà nó sau những cái phiên bán ra khối lượng lớn mà cổ phiếu chết thì đó sẽ là thường là sẽ là bán la ra của nhà đầu tư lớn VNR thì ok nhé VNR hôm trước có trong danh sách chia sẻ với anh chị đây đây là một cái vùng xe quay và khối lượng rất là kiệt đấy. BMI nhé BMI định thế nhé đây là một nền đây là một nền này cũng rất là kiệt rồi đấy bảo hiểm rất là khá đẹp chứng khoán này nhé chứng khoán này thì có một số phiếu chạy rồi AS à, chạy thì nắm giữ thôi nhé VDS này bùng nổ một nền đúng không nắm giữ nhé mua mua trong phiên và nắm giữ bảo việt này ok nhé anh chị nhé bảo việt này chưa vượt đề, nhưng mà khi nó khối lượng kiệt như này thì rất là tinh <laughs> thì rất là là ổn nhé rất là ổn nhé cái anh chị khối lượng nó từ hai hai triệu về chỉ còn đến 200 trăm hai trăm cổ phiếu đúng không thì rất là cạn rất là cạn này thì anh chị có những cái điểm mua sớm có những cái điểm mua sớm cổ phiếu này cũng chia sẻ với anh chị các điểm mua sớm mà đúng không chắc chắn là có các anh chị có thể xem lại nhé đây là những cái điểm kiệt vôn nhé đây là điểm những cái test cung ba nhé đúng không đấy rất là, rất là ổn nhé cổ phiếu này có thể nó sẽ mất thời gian tích lũy thêm vào đây một chút xíu cho nó mới chạy được nhưng mà cơ bản là đẹp nói chung dòng chứng khoán là khá là ổn nhé cổ phiếu này là tạo thành một cái xu hướng lên xu hướng lên trong nền nhé đây là một cái xu hướng lên trong nền xu hướng lên trong nền anh chị nhé đấy APS thì đang chạy rồi chạy, quay tít rồi đúng không ạ thì anh chị nắm giữ thôi Đấy bé đi này ok này. DCI đi lên này. À, rất nhiều anh chị cứ nói dùng một cái cụm từ là đi lên trong 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 nghi ngờ đi lên trong hoài nghi. Thực ra thì mình kênh của mình chả bao giờ nói là đi lên trong hoài hoài nghi nghi ngờ. Chúng ta đều nhìn nhận nhận thức được cái việc đấy, chúng ta đều nhận thấy được cái việc đó, đúng không ạ? Làm gì có chuyện nghi ngờ, đúng không? Nghi ngờ là do chúng ta bất ngờ nhưng mà đây chúng ta không bất ngờ gì cả. Chúng ta đều nhìn thấy được thông qua sự chuyển động của thị trường. Sự chuyển động của các cổ phiếu, các cái dòng cổ phiếu, đúng không? các sự luân chuyển các cái dòng cổ phiếu mạnh này chúng ta đều nhìn thấy đúng không ạ chúng ta không không cho là nghi ngờ bởi vì sao bởi vì trước khi cổ phiếu nó chạy nó đều có cái vùng tích lũy kiệt vốn rất là tốt đúng không chúng ta đều đều đưa vào cái tầm ngắm sẵn này. cho nên không phải là nghi ngờ đúng không dòng chứng khoán này đâu cũng phải nghi ngờ gì đâu anh chị cứ hỏi là dòng này có phải đi lên nghi ngờ không thì không phải nhưng khi biển rũ đúng không anh chị thì khi mà rũ mà rũ kiệt vôn như này đúng không? FTS nói với anh chị rồi đúng không? khi mà rũ kiệt vốn mà rũ mà không chết đúng không? thì nó đi lên thì đây chính là cái pha đây là kết thúc của đây là pha C này đây là pha D của pha D của cái vùng tích lũy nhé tất nhiên lên đây có thể nó lại nó có thể lại phân phối ví dụ thế thì chỗ này nó sẽ là pha C phân phối nhưng mà ít nhất là hiện nay kể từ đây trở lên chúng ta thấy nó có một cái chen nó có một cái chen lên rất là sắc nét đúng không chuẩn không đây là D đúng không chúng các cổ phiếu chứng khoán đều ổn anh chị nhé đều khối lượng rất là ok nhé Điều rất là ok thì các anh chị nắm giữ được rồi nhé thì cái nguyên tắc ở đây mình nói nguyên tắc chung thôi thì nếu nó chạy rồi ấy, vượt lên rồi ấy, thì nó anh chị có thể dùng MA10 để để quản trị danh mục còn nếu chạy ở trong nền này, này thì có thể dùng MA20 nhé còn nếu mà anh chị mua ở phía dưới này mua ở phía dưới đáy này đáy ở đây là ý là cái vùng hỗ trợ này thì các anh chị có thể dùng chính cái vùng hỗ trợ để các anh chị cắt lỗ hoặc thanh lý cổ phiếu nhé thì đó là cái nguyên tắc mình chia sẻ là mềm nắn rắn buông nhé anh chị nhé nếu anh chị mà và, mà, mà, mà nghe cái kênh thóc chứng khoán này thì phải nhớ đến mấy cái thuật ngữ cho mình như là mềm nắn dân mua đúng không ạ nếu đúng thì chúng ta sẽ gia tăng mà sai chúng ta sẽ sửa đúng không ạ đúng thì sẽ cho lợi nhuận lớn mà sai thì sẽ phải cắt lỗ nhanh Đấy, mềm nắn dân mua đó là một số chia sẻ các cái, các cái mã chứng khoán khác cũng khá là ổn nhé thì khối lượng nó kiệt xuống này nó lại nó lại dâng khối lượng lên thì ở đây với những cái phiên khi dâng lên như thế này rồi mà bán ra vẫn có tí khối lượng như thế này thì nó sẽ cần tích lũy thêm nhé nó sẽ cần tích lũy thêm một chút xíu <laughs> Ở đó, đó các công ty chứng khoán nhé với cái dòng ngân hàng ngân hàng nhé mình sẽ không đi hết nhé vì một số dòng mình sẽ phân tích như hôm trước rồi thì mình sẽ không phân tích nữa ngân hàng đây đúng không, EVF đúng không các anh chị thấy sau khi điểm mua vật nền như thế này thì nó chạy cho cái gì nằm giữ nhé cái gì đấy LNB à ESB này thì khối lượng nó không đẹp nhé các anh chị nhìn nó ấn cứ chặn chặn như thế này này thì nó thể hiện cái 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 sự bóc cung ở trong này nhé có những cái tính bóc cung ở trong này tức là có những cái nhà đầu tư lớn người ta sẽ giao dịch theo cái cách chủ chủ đích của người ta nhìn nó không sắc nét anh chỉ nhìn cái cổ phiếu mua vào là phải rõ bán ra là phải rõ đúng không ạ phiên nào yêu thì là rõ mà ghét thì là rõ đúng không ạ chứ làm gì có chuyện là ngày nào cũng cứ đều 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 như này thì nó sẽ không hay không đẹp đúng không tức là hai người giống như nói chuyện với nhau rất là khách sáo ngày nào cũng thế đúng không cứ hỏi anh ăn cơm trưa ngày nào cũng thế thì nhìn như này nó rất là khó để mà có thể là đi đến với với nhau một cái gì đấy mà nó sẽ tốt đẹp hơn hoặc là xấu đi đúng không ạ Thiên <laughs> Long Banh nhé Thiên Long Banh thì uh, cũng cần theo dõi thôi cũng chưa có gì sắc nét cả anh chị nhé trong cái vùng này khối lượng nó vẫn đều nhau lắm OCB thì điểm mua bùng nổ rồi vừa nãy trong danh sách khuyến nghị rồi đúng không? chia sẻ chia sẻ rồi đúng không Đấy Vivang thì cũng chưa đẹp nhé anh chị nhé chưa đẹp đâu nhìn mặc dù nhìn thế này nhìn thì nó có vẻ như là một xe nhưng mà các cái điểm mua bán khối lượng nó không rõ ra nhé không rõ ra nếu mà chúng ta luận theo cái cách tư duy của nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nhỏ thì anh thấy chị thấy đây sẽ là một cái nhịp rút vào này đúng không rút hết cỡ rồi đúng không thì nó kéo lên tất nhiên kéo lên nó không rõ lắm nhé kéo lên không rõ lắm nói chung chỗ này thì về tín hiệu SOS và SOW mạnh yếu thì cũng chưa có gì cả nha vẫn bình thường đấy tích công banh nhé tích công banh thì sau khi nó kiệt vốn thì đây là một cái điểm los đầu tiên nhưng một chỗ này khối lượng đang khá cao nhé các anh chị thấy những cái phiên bán ra gần đây là đều khá khá cao kể ở đây không phải phiên bán ra thì thì với khối lượng như thế này thì nó phải xứng tầm nó tăng lên chứ đúng không không phải năm và không bảy phần trăm một hai đường này nó vẫn không phải hai biến không như thế này thì là chưa đẹp nhé dòng ngân hàng thì phải chờ thêm đó tất cả những cổ phiếu ngân hàng đều chờ thêm nhé ngân hàng đều trở thêm đấy mà BB này thì còn đẹp hơn Techcombank này anh chị thấy đây là khi nó rũ hết này khi nào mua vào nó cũng có sắc nét của nó này đấy đúng không mua vào này rũ rũ này đúng không ạ rũ khối lượng kiệt dần rồi thì có thể nó kiệt tiếp bao giờ nó như thế này này khoảng 6 triệu gì đấy thì nó lại bùng nổ lên nhá yeah, thì anh chị có sát nói chung dòng ngân hàng thì chỉ quan sát thôi không đi vào đấy còn tiên phong banh thì ở phía trên rồi đúng không tiêu mong nền hai <laughs> Đấy, đa phần là nó một nó phải nằm phía dưới giống ngân hàng này thì đang đang lấp lửng ở phía dù hỗ trợ ừ. thì chúng ta cần phải chờ còn nhóm khí đốt đây nhóm khí đốt này gas nhé gas anh chị thấy đây là vùng đây là nền 1 hay nền 2 này đúng không ạ đây là một kép chen này kép trên này cho các anh chị một cái khoản lợi nhuận là 32 phần tức là điểm đóng cửa ở đây và điểm thấp nhất ở đâu đó ở đây đúng không thì như vậy là khi như vậy thì các anh chị thấy rằng là cổ phiếu này nó đã có những cái sức mạnh rồi bởi vì nó đã có kết quả rồi mà kết quả của ngày hôm qua chính là những cái sự nỗ lực của ngày hôm kia và ngày ngày hôm trước đúng không ạ thì nó đã có sức mạnh rồi nó đã có dòng tiền nhà tư lớn rồi đúng không Thế như lên đây các anh chị thấy là khối lượng của giao dịch hơi cao đúng không ạ khi hơi cao thì chúng ta cần phải quan sát thêm nhé chưa nên vào vội gas nhé nhịp PVG thì sao PVG thì anh chị thấy là sau một nhịp chạy này khối lượng nó bắt đầu nó rơi lên này các chị thấy là dòng tiền của nhà đầu đầu cơ, tức mình có thể gọi dòng tiền của nhà đầu tư nhỏ là dòng tiền của nhà đầu cơ, bởi vì sao những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta sẽ không có cái sự trung thành về cái ngành kinh doanh chứng khoán, họ chỉ tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền ngắn hạn và khi các cơ hội kiếm tiền ngắn hạn không còn thì nó sẽ thường đi ra, đúng không? ạ? do vậy thì các chị nhìn thấy khi khối lượng nó sẽ ra tăng này, tức là nó giống như một hòn tuyết lăn về sự đầu cơ, đó. hòn tuyết lăn nó sẽ lăn dần, lăn dần, lăn dần, lăn dần, lăn dần lên đây, đúng không? tương tự như vậy thì nó sẽ đi lên và khi hòn tuyết nó phải đâu? nó phải nó phải xả ra nó phải xả ra chính là cái việc xả xả đây khi mà xả đây sao mà cổ phiếu không chết thì chứng tỏ là cái việc xả đó đâu đó là nhà đầu tư lớn người ta vẫn hấp thụ lại đúng không còn nếu mà nó xả mà xả tiếp tục xả mạnh mà cổ phiếu chết thì đâu đó là nhà đầu tư lớn người ta cũng đã chạy rồi đúng không như này thì anh chị thấy nó có những cái tích cực nhất định nhé tích cực nhất định khối lượng thì cũng đang có sự rút dần rồi khối lượng đang có sự rút dần rồi nhé rút dần rồi tuy nhiên là chưa tối ưu cho lắm thì chúng ta cũng có thể quan sát thêm nó vẫn ở trong cái vùng này thôi nó vẫn ở trong vùng này nhé thì thậm chí các anh chị có thể nới xuống đây để cho các anh chị yên tâm cũng được nhưng mà theo mình thì nới để đây thì nó sẽ an toàn hơn nhé thì nên chờ thêm <laughs> đấy cổ phiếu gì này CNG nhé đây nó bắt đầu lăn dần này quả cầu đầu cơ của nhà đầu tư nhỏ lẻ lăn lên đây này đúng không nó, nó xả dần xả dần này thì khá là tích cực các anh chị nhé nó đang tạo thành một vùng sideways rồi đấy PGS, PGS cũng thế nhé. Đấy, khối lượng giảm dần, khi khối lượng giảm thêm một chút xíu nữa. Hoặc là cũng không phải giảm quá nhiều đâu anh chị nhé. Chúng ta sẽ không có thể kỳ vọng nó giảm như thế này được. Nhưng đâu đó nó về khoảng 100 nghìn, ví dụ cổ phiếu này. Đúng không? cổ phiếu này về khoảng 750 000 thì là nó sẽ có thể là bứt lên được. PGC cũng thế nhé, PGC này. Đây, phía này là cái phiên mua lại luôn này đúng không ạ? Yeah, phiên này là phiên test lại của phiên này. Nhá, yeah, phiên này này. Test lại phiên này. Test mà không giảm nhiều test mà khối lượng không dâng cao quá thì vẫn là tích cực thì nhé đây PCG ok nhé khối lượng kỳ dần nói chung các cổ phiếu đều rất là giống nhau như dòng khí đốt này nên theo dõi hiện nay khí đốt thì nó chưa phải là dòng mạnh trong cái giai đoạn gần đây nhưng mà nó chỉ gần nhưng mà nó tích lũy rất đẹp tích lũy ok nhé chưa phải quá đẹp chờ thêm khối lượng khối lượng thêm thì sẽ là đẹp nhưng nó đang có xu hướng tích lũy đẹp đó thì mình cũng chia sẻ đây thăm dò dầu khí đi TDG đúng không ạ là thì bùng nổ vấn nền này nhưng mà thiếu khối lượng một chút nhé thiếu một chút xíu thì anh chị thấy khi mà nó lên đỉnh của cái nhịp trước đúng không thì nó sẽ nó sẽ kiệt vốn lại tích lũy lại lại trở thành một nhịp mới nó thành một chu kỳ âm dương á cổ phiếu này BSR đúng không BSR các anh chị từ đây là một con Sequoia này đây là cả một cái nhịp lên của nó này đúng không khi đến đây là tận kiệt vốn này lăn lên lăn lên lăn lên này lên đây này đúng không lên đây thì mình hôm trước không chia sẻ với các chị cổ phiếu này bởi vì nhìn thấy khối lượng trên này nó không phải quá đẹp thực sự nếu mà lên đây này sau khi mà nó lên đây này có thể nó trũng lại nó tích lũy đẹp hơn hoặc cái khu vực này này mà khối lượng nó cân thêm một chút nữa thì mình sẽ thích hơn nhưng mà mấy cái phiên này này phiên này phiên này, này. đặc biệt là cái phiên uh, mùng 7 10, ngày mùng bảy uh, tháng 10 và ngày mùng sáu tháng 10 này khối lượng nó hơi cao một chút nhé hai phiên này mà khối lượng thấp một chút nữa thì chắc chắn là đã khuyến nghị với anh chị cái điểm mua này rồi nhé yeah. thì tuy nhiên là hiện nay nó bùng nổ phần nền rồi nhé, bùng nổ phần nền rồi thì khối lượng như này là hơi thấp, thì các chị nắm giữ ok nhé, của phía này nắm giữ thì ok, nằm nắm giữ thì là ok rồi không vấn đề gì cả. nhưng nếu để mua thêm thì chúng ta nên chờ nó thêm khoảng một hai phiên nữa xem sao. Hả? PLX PLX thì đang gặp cái kháng cự trên thì không ưu tiên bằng nhé. Oi này Oi này cũng đang vào khối lượng bắt đầu giảm dần nên anh chị thấy sẽ giảm dần, này. đúng không Oi là bây giờ nó đang ở các chị thì oi nhé oi là ở cái vùng kháng cự trước đúng không? ạ, khối lượng sau khi lăn lên cũng đang có sự điều tiết dần, tích lũy chặt hơn đúng không? đó thì quan sát, mình nghĩ oi là ok quan sát được. Đấy, PVO này khối lượng giảm dần này, ở cái vùng đã vượt qua cái vùng này rồi. Đây là cái vùng kháng cự trước này, đúng không? đó thì đó là mình chia sẻ một số những cái dòng mà mình thấy là cũng chưa chia sẻ những phiên trước thép này thì chia sẻ rồi đúng không? mình cái dòng dưới này cũng chia sẻ rồi vận tải biển chia sẻ rồi đúng không ạ đó thì đó là những cái chia sẻ các cái phân tích nhận định của mình trong cái phiên giao dịch ngày 15 đúng không ngày 15 tháng 10 cũng như nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2021 thì các chị muốn làm rõ hơn đối với dòng cổ phiếu nào hoặc với cổ phiếu nào thì có thể vui lòng comment xuống phía dưới video mình cũng sẽ làm những cái video chia sẻ hoặc là giải đáp theo các cái câu hỏi của các anh chị thì hy vọng những cái chia sẻ phân tích này cũng phần nào giúp ích cho anh chị trong cái hoạt động đầu tư giao dịch chứng khoán của mình Đấy, thì các anh chị đừng quên subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận những cái bản tin mới nhất từ thao chứng khoán à, xin chào các anh chị à, chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ anh chị nào mà muốn nhận cái file excel này thì vui lòng inbox à, like comment và inbox cho mình qua zalo thì mình sẽ gửi tặng qua zalo anh chị nhé ok cảm ơn các anh chị chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ